Trời ơi, buồn quá chú ơi, buồn quá chú ơi. Thôi đừng có buồn nữa. Lúc nào con cũng nhớ tới người ta chú à. Chú hiểu. Sao Và chú? chú rất thông cảm với cháu. Dạ. Mối tình đầu lúc nào nó cũng sâu đậm. Đáng yêu phải không? Đúng không? Say đắm phải không? Y như chú hồi xưa. Vậy cái mối tình đầu của chú là bắt đầu từ năm lớp mấy? Nếu chú nhớ không lầm, mối tình đầu của chú năm chú học cấp 3. Chú có nhớ gì về người ta không? Miêu tả con nghe thử. Ơi, nhớ từ ly từ tí, không quên một giây phút nào. Wow. Năm đó chú vừa tròn 18 tuổi, chú phong độ đẹp trai. Chú nhớ nàng năm ấy vừa tròn đôi tám. Ôi nàng đẹp lắm, biết nàng tên gì không? Tên gì chú? Liễu. Liễu. Chỉ nghe cái tên là biết người sao rồi. Thước tha liền chú. Tóc nàng dài vậy nè, chấm ngang dài. Ủa tới dài hả chú? À không, chấm ngang đầu gối. Trời, dài chú. Mỗi buổi chiều tan trường về, nàng lướt nhẹ trên đường, thước tha, mỹ miều. Vai em gầy guộc nhỏ. Trời ơi, bờ dài ơi, đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm mát. Chú à, chú mê phụ nữ. Dạ. Mình dây. Dạ nghe chú. Chú sợ nhất là phụ nữ mập. Oh. Chú nói con nghe, cuộc đời chú ghét nhất là phụ nữ mà mập. Rồi con hiểu rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Khều cái gì? Không, đủ rồi. Phụ nữ là biết phải giữ phọt, phải giữ phọt. Dạ dạ dạ. Đừng ăn nhiều. Rồi. Mập lên. Rồi rồi rồi. Tao đâu nhìn thấy. Trời ơi, rồi rồi sao? Thấy sao? À, thấy thấy cưng á. Ngon ngon ngon. Cưng không? Cưng cưng quá. Sao? Ghét nhất là phụ nữ mập, thích phụ nữ ốm đúng không? Ốm đúng không? Có cái gì? Anh chỉ nói với đi. Thằng cháu thì nó hiểu. Tôi nói thiệt em, trời ơi, tôi điên lắm rồi. Thấy ông, tóc bữa nay tôi xù chưa? Bây giờ tôi xù hơn nữa gì ông nè. Chưa bao giờ tôi giận như lúc này. Tại sao ông lừa dỡ tôi? Ngày xưa ông nói với mọi người mối tình đầu của ông là tôi mà. Bây giờ trời ơi, thì ra trong lòng anh ấy mối tình đầu là một cô gái tóc dài tới rúng. Cô à? Chạy tới đầu gối là cái gì? Tới đầu gối hả? Con Liễu là con nào? Con Liễu nó chỉ là là đứa học chung trường thôi. Đứa học chung trường anh thôi. Giờ anh đâu liên lạc với nó nữa đâu. Đừng có xạo với tôi nha, nghe nghe, đừng có xạo nha. Thế? Nói cho ông biết, không liên lạc tại sao lúc trước ông không nhắc cho tôi biết hả? Tại sao ông không nói với người ta là đó là mối tình đầu của ông ngày xưa đi? Ông với tôi là mối tình đầu mà. Bây giờ nhắc lại. À thôi tôi biết rồi. Ông đang lén phén sau lưng tôi liên lạc với nó. Ngầm tình xưa nói cũ lại đúng không? Không có. Không có chứ sao? Cái Facebook anh bữa bị hack à, xóa kết bạn với nó rồi. Mấy nay tìm hoài đâu ra được. Trời ơi, con tìm. À không. Trời ơi, ông tìm ra được. Chưa kết lại được. Trời ơi, tôi nói cho ông biết, đừng có nghĩ là tôi là đứa con nít mới lên ba, nghe chưa? Ông không kết bạn Facebook thì ông chơi Zalo, ông chơi Viber, ông chơi cái gì Instagram đó. Không có. Có chăng đi nữa ông cũng gọi điện thoại bàn, chỉ nhớ ông luôn nghĩ về nó. Không hề, anh không hề kết nối với Liễu bằng những cái phương tiện đó. Chứ ông kết nối bằng cái gì? Twitter. Trời ơi, Twitter nè. Nè, tôi nói cho ông biết, kể từ hôm nay ông làm tổn thương người phụ nữ này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Kể từ hôm nay chúng ta ly thân. Trời ơi, cô đợi đơn ly dị đi. Trời ơi Lan, nghe anh nói nè. Lan cái gì nữa mà Lan, lần này là chú sai hoàn toàn luôn rồi đó. Trời ơi, nhắm giấu được thì giấu luôn đi. Tại mày á, tự nhiên mày khui ra mối tình đầu gì cho khai ra bể gì hết trơn. Trời ai biểu hồi xưa chú không chịu nói thiệt với cô chi, chứ giờ có chuyện. Trời ơi, bây giờ sao? Theo như cái kinh nghiệm mà con coi phim ngôn tình bấy lâu nay á, con có một cách này. Giúp chú đi. Chỉ có một cách này thôi. Lan ơi, tha lỗi cho anh đi em. Anh hối hận lắm rồi Lan ơi. Lan ơi, dẫu đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn một lòng thương nhớ mảnh trăng quê.
nhớ dòng sông bên lão bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, nhớ người ông chúc ông cho anh ăn học, nguyện chọn một đời không giông phụ đổi thay. Em vui rồi đúng không? Vui cục lôi nè, anh đang cục lôi không? Nghĩ sao vậy? Hả? Nghĩ sao? Quá trời bài hát không chọn, đi chọn bài này lan về đẹp hả? Em ông thích, có ý gì? Em thích mà. Thích cái gì mà thích? Tôi nói cho ông biết tôi ghét bài này nhất nè. Kể từ hôm bữa tới giờ tôi ghét cái bài cực kỳ luôn. Tại sao bao nhiêu bài, thí dụ như là Em Gái Mưa ha, thí dụ Mượn Rượu Tỏ Tình, hoặc là cái bài gì Hồng Nhan, sao không hát? Đi hát Lan Và Đẹp, ông biết trong đó có cái con mà ông thích mà, có cái mối tình đầu của ông mà. Đừng nói ông không nhớ nha. Nhớ, nhớ con Liễu. Con Liễu nè, tôi không tha thứ cho ông đâu. Lan, trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên gió đông sơn đành chia tay vinh viễn bạch thu. Em vui rồi phải không? Vui cái cụ lôi á, tên nào tôi cũng thích luôn không? Lẽ ra tôi định tha thứ cho ông rồi. Ông có biết là cái bài này là tôi thích nhất trong tất cả các thể loại mà tôi từng nghe không hả? Mà tại sao? Tại sao ông không biết tôn trọng tác quyền, tác giả, tác phẩm ông từng tôi tán vào mặt ông không? Hả? Người ta là cái gì? Người ta là võ đông sơn vĩnh viễn chia tay bạch thu hà. Người ta chết, người ta thương vợ người ta bị đâm mà người ta vẫn nhớ gọi tên. Còn ông thì sao? Ông không gọi tên tôi mà ông gọi con làng là con nào? Làng là Lan á, phải bỏ dấu. Dấu hả? Nó quyền. Nói chồng biết, ông đụng chạm đến cái tôi thích nhất, tôi ghét luôn, tôi giận luôn, không bao giờ tha thứ. Lan, Lan ơi Lan, trời ơi. Trời ơi, tới phiên con mới kêu trời ơi á chú ơi. Trời ơi, thì không ngờ luôn á. Lần đầu tiên con thấy cái chiêu ngôn tình này mà thất bại vậy luôn á. Con nói với chú là xác sức 100%. Con đâu có biết là cái chiêu ngôn tình này nó qua cái sự thể hiện của chú nó thất bại cỡ này đâu. Bây giờ sao? Bữa hôm con thấy trên mạng nó còn một cách nữa, thực tế hơn, không còn ngôn tình nữa. Cách gì? Nói nhỏ cho chú nghe nè. Được không, được không, được không? Vậy nha. Lan ơi, Lan ơi, Lan, Lan ơi. Muốn gì nữa? Muốn cái gì nữa? Tên 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 tên. Cái gì vậy? Thẻ ATM. Địch. Em có thể đi mua sắm, em có thể bay khắp nơi trên thế giới. Với cái thẻ này đầy tiền đó, em cứ cầm lấy. Đây là món quà anh chuộc lỗi cho em. Lan ơi, em biết không? Tất cả những gì anh dành cho em cuộc đời này, nothing gonna change my love for you. Địch là gì? Anh xin lỗi em. Rồi em đồng ý. Vậy em miếng anh cho em. Em biết không? Cái thẻ này á, anh vừa lãnh lương xong, cái nạp tiền vậy đó, mà bây giờ anh quyết định anh tặng cái thẻ này cho em. Em muốn mần gì em mần, em muốn làm gì em làm. Lan ơi, tất cả đời. Ủa sao em đi đâu chổng vậy? Anh tặng cái thẻ cho tôi không? Anh tặng cho người ta mà anh làm như vậy, rồi cái thẻ nó rớt xuống rồi tôi tan nát theo nó là sao? Cái thẻ này anh tặng cho em chứ tặng cho ai? Anh muốn em thả lỗi anh không? Muốn. Chị đưa thẻ cho em đi. Nè. Tôi đây. Quỷ à, đưa cây. Nó dở chứ tặng em. Anh cắn anh bây giờ á. Thằng thiệt không? Tặng á. Không có chịu lấy lại nha. Không bao giờ. Trời ơi, thương chồng quá à. Em nói anh nghe nè, anh biết không? Cái thẻ này mà hả, em đi vô trung tâm mua sắm mà em quẹt. Em quẹt mà từ lầu 1 lên tới lầu 5 lên tới sân thượng. Từ sân thượng em thả cái thẻ xuống. Xong em lượm, em đi vô nhà xe em quẹt lên tới em thả xuống mà vẫn xài chưa hết rồi. Thoải mái luôn. Thôi em bỏ qua hết mọi chuyện nha. Trời ơi, công nhận á, thương chồng ghê. Chồng làm em nhớ tới mối tình đầu của em cũng hay tặng thẻ em vậy nè. Vậy hả? Dạ. Mối tình đầu của em hay tặng em lắm hả? Hay tặng em lắm, mối tình đầu của em. Cái anh đó anh tặng tao, nó quỳ xuống tặng mấy thẻ luôn. Mà lúc đó ngu đâu chịu lấy đâu, bây giờ mới lấy nè. Em thả
thằng nào hả? Trời ơi, anh bình tĩnh đi. Mối tình đầu em là thằng nào? Cô hả? À, không phải là thằng đâu, lớn hơn anh đại học cấp trên á. À, để tên tâm nó. Chạy quá chị. Trời ơi, bình tĩnh cô chú, bình tĩnh lại coi. Cô nói đi. Nói gì? Thì mối tình đầu của em là hồi xưa học trên anh khóa đó, thấy chưa? Nhưng mà anh cũng có mối tình đầu chứ bộ. Tôi nói là cô yêu mình tôi, bây giờ có mối đầu thì để... Mà anh cũng mối tình đầu chứ bộ. Em mới nói gì đó. Rồi, để con nói chuyện cho nghe nè. Con hỏi chú nè, mối tình đầu thời cấp 3 của chú không phải là cô đúng không? Đúng. Mối tình đầu của cô thời đại học không phải là chú đúng không? Đúng. Vậy là mối tình đầu của cả hai người không phải là nhau đúng không? Đúng. Thì sao? Quê. Đúng không? Ờ ha. Đúng rồi. Hai mình đều có lỗi mà anh. Quê gì? Anh vô tình anh kể là mối tình đầu thôi. Làm gì em hành hạ anh dữ vậy? Thì không thương sao ghen. Thì phụ nữ mà ai không ghen. Có ghen mới có thương mới có ghen chứ. Đúng rồi chú. Có ghen mới có chuyện nè. Ghen vừa vừa thôi. Thôi em xin lỗi. Tại vì em lúc đó em mù quáng. Em xin lỗi mình. Anh nói em nghe. Dạ. Mỗi người đều có một cái ký ức đúng không? Mỗi người đều có mối tình đầu. Đúng rồi. Vấn đề là mình sống hiện tại, mình sống tốt. Đúng rồi. Mày muốn không có ghen vậy nữa nha không? Em hứa luôn, muốn không ghen nữa đâu. Từ ngày có cái này giờ em không bao giờ em ghen nữa. Trời ơi, mình ơi. Thôi bỏ qua nha. Em nói mình nghe nè, em xin lỗi mình rất là nhiều. Thiệt á, có gì vợ chồng bảo nha. Vậy đâu phải gây lộn như vậy đúng không? Trong mắt em, mình vẫn là số 1. Trong mắt mình em vẫn là số 1 đúng không? Em là số mấy? Không mày. Số 1.